Từ nhiều tuần qua, giá kén tằm không còn cao như trước. Ghi nhận tại huyện Đà Tẻ, giá kén tằm thu mua tại các cơ sở chăn nuôi là 80.000 đồng một ký. Tại huyện Lâm Hà, 120.000 đồng một ký. Nếu so với trước, mức giá trên đã giảm khá nhiều. Trước tình hình trên, một trong những vấn đề đã được ngành nông nghiệp và bà con nông dân khu vực chuyên canh ưu tiên đẩy mạnh, đó là nâng cao chất lượng lá dâu. Theo đó, nhiều giống dâu lai mới có năng suất, chất lượng cao tiếp tục được đưa vào sản xuất. Cùng với đó, bà con nông dân các địa phương đã tăng cường tìm kiếm nhiều thông tin liên quan, đẩy mạnh những giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng nông sản. Hiện toàn tỉnh có khoảng 15.000 hộ nông dân trồng dâu nuôi tằm, với diện tích dâu lên đến 8.500 hectare, chiếm khoảng 70% diện tích dâu cả nước. Sản lượng lá dâu ở Lâm Đồng hiện nay đạt 160.000 tấn một năm. Năng suất nó đạt hơn, mà hai nữa là nuôi tằm hái nó đỡ công hơn. Ví dụ trồng cái dâu cũ thì nó hái lâu, mà hai nữa là nó nuôi không được nhiều tằm như ngày xưa thì không có cái giống mới, bây giờ giống cái siêu lá này thì hái nó nhanh. Cùng với việc đưa vào canh tác nhiều giống dâu mới, ngành nông nghiệp Lâm Đồng còn khuyến khích hình thành những liên kết sản xuất tại các địa phương, nhằm giúp bà con nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác và các doanh nghiệp thuận tiện trong việc trao đổi thông tin, kỹ thuật canh tác, liên kết tạo đầu ra ổn định. Hiện bên cạnh 150 cơ sở thu mua kén tằm, trên địa bàn toàn tỉnh có 45 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm và 5 làng nghề trồng dâu nuôi tằm, trong đó có 3 làng nghề được công nhận. Thông qua những hình thức liên kết làm ăn nói trên, nhiều cách làm hay đã được bà con nông dân tham khảo nhân rộng, góp phần đưa nghề trồng dâu nuôi tằm ở địa phương ngày càng khoa học. Đây chính là yếu tố nâng cao sức cạnh tranh của cây dâu con tằm trên thị trường. Hiện nay xã Đào Hải đã có cái bước phát triển, tức là hiện nay là nhân dân đã chuyển đổi trên 142 hecta dâu tằm và có nghề trồng dâu nuôi tằm. Đây cũng là bước phát triển của địa phương. Và trong tương lai tới thì chắc chắn là sẽ, vừa rồi thì cũng xã Đào Hải cũng có năm 2017 cũng thành lập được một hợp tác xã dịch vụ trồng dâu nuôi tằm. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay, người trồng dâu nuôi tằm ở Lâm Đồng đã lấy chất lượng nông sản làm mũi nhọn, tăng cường liên kết sản xuất để có đầu ra ổn định. Đó chính là những giải pháp quan trọng giúp nghề tằm tang ở vùng đất Nam Tây Nguyên phát triển ngày càng ổn định.